Về trong cái phần gửi mail thì cái đoạn này cũng giống tương tự như là cái slide hướng dẫn thôi. Cái đoạn mà viết code á thì cũng giống slide hướng dẫn. Mình tạo cái property để chứa thông tin của một cái đối tượng mà mình muốn quản trị. Bạn sẽ set cái property nào cũng được trơn á. Bạn muốn set đây là biến A giá trị là 5, biến B giá trị là 7, thì bạn đẩy nó vô cái property đó thôi. Bạn muốn đặt tên gì cũng được hết. Và cái tên này của mình là mail HTTP array và mail HTTP star TSL enable, mail HTTP hot, mail HTTP port. Thì mình đặt cái tên này để tí nữa cái session này nè nó mới hiểu được các cái biến này, các cái attribute này. Nếu mình đặt cái tên khác, cái thằng session này nó không hiểu. Như vậy phải đặt đúng cái này. Rồi, cái code của mình ở đây. Code thì cũng khá đơn giản. Mình có hai phương thức. Ở đây là mình viết ở bên Serverless. Như vậy khi mình muốn gửi mail thì mình sẽ có hai class. Một class là bên Serverless và một cái class nữa là ở bên JSP. Để mình làm gì? Tạo cái form. Bên này là cái form. Còn bên này là xử lý. Send mail Java bên Serverless. Như vậy trong cái form thì tất nhiên mình sẽ có thông tin giống như lúc nãy mình nói. Thông tin của mình phải có là gửi đi đâu, tiêu đề là gì, nội dung là gì, có CC, BCC về tắt không. Như vậy mình sẽ chạy thử cái phần send mail để cho các bạn thấy là đối với lại cái form send mail JSP nó sẽ có gì. To đi đâu? Ủa sao nó không hỏi là from? From là nó lấy cái tài khoản đăng nhập rồi, coi như là cái Gmail của mình đã đăng nhập vào hộp thư, cho nên nó không dùng from nữa. Subject là gì? Content là gì? Còn thiếu gì các bạn? Một cái mail thông thường còn thiếu gì? Mới có to à? Thiếu CC và BCC. Đấy là việc phát triển của các bạn. Mình đổi chút xíu là nó ra thôi, tí nữa mình nói. Thiếu gì nữa? À, thiếu đính kèm. Thiếu cái phần này tắt. Như vậy thì ở đây là cái form ha. Cái phần dữ liệu xử lý là nó nằm bên send mail. Đây, nói lại. Thứ nhất là do get. Bạn hiển thị form lên. Thứ hai là do post. Để lấy dữ liệu từ cái form hồi nãy đó về đây xử lý. Và bạn set giúp cho thầy request và response là cha set UTF-8 để cái nội dung gửi mail của mình nó không bị mã hóa. Mình gửi tiếng Việt mà. Còn nếu mình gửi tiếng Anh thì thôi. Gửi tiếng Việt. Username là cái tài khoản mail mà hồi nãy mình vô mình lấy tài khoản hai bước này nè. Mình lấy cái bát này nè. Mình lấy bát này của mail nào thì mình ghi cái mail đó. Và sau khi bạn send được cái bát này rồi thì bạn copy ra. Bạn dán vô đây. Được không? Bát của thầy được gen ra đẹp không? Một dãy chữ A. Đẹp không? Không, VIP nó mới gen ra được cái dãy này. Dãy của các bạn có đẹp không? Chưa gen bao giờ đúng không? Và mình đã có password. Password này không phải là password login vào mail của các bạn nha các bạn. Password này gọi là password ứng dụng.
Password ứng dụng. Password này nó chỉ có tác dụng trong cái ứng dụng này thôi. Còn người chủ cái hộp thư này, người ta đổi password thì ứng dụng này nó vẫn chạy. Không liên quan gì hết. Trừ khi người ta vô đây nè, người ta chọn delete cái này đi. Delete cái password hai lớp của ứng dụng này đi. Thì bên này chúng ta không gỡ được nữa. Tức là cái password mà nó gen ra hồi nãy á, nó không còn tác dụng nữa. Là khỏi gửi. Quay trở lại cái property của chúng ta. Chúng ta dùng phương thức là push, đẩy dữ liệu vào. Đẩy dữ liệu vào, đẩy dữ liệu vào. Bên slide người ta hướng dẫn là gì? Set property. Thực tế mình dùng phương thức push, đẩy dữ liệu vào. Mấy thông tin này giống như lúc nãy. Được không? Session, tạo ra một cái session, tạo ra một cái phiên làm việc, đưa cái thông tin mà xác minh tài khoản vào và dùng cái authentication để mà đồng bộ hóa. Và xuống dưới chúng ta kiểm tra username và password đó để login. Nếu login thành công, xuống đây chúng ta hỏi send đi đâu. To mail, request, get parameter, to. Cái to này lấy ở đâu? Ở trang GSB, đưa vô biến. Tương tự như vậy, subject và content. Message được khởi tạo từ my message. Set thông tin from, là lấy cái username hồi nãy mình đăng nhập ở trên này nè. Là cái này nè. Đưa xuống đây. Cái receipt này là địa chỉ nhận. Chú ý chỗ này nè. Địa chỉ nhận của chúng ta. Các bạn thấy có gì mà nó to lên? Có chữ gì ấn tượng? Tu. Như vậy hồi nãy mình nói là muốn gửi gì? CC và BCC. Thì bên cái form gửi mail hồi nãy mình thêm một cái text box, một cái input vô là CC và một cái input nữa là BCC. Thì xuống đây mình làm gì? Mình copy cái dòng này ra. Mình dán ra đây một dòng nữa, dán ra đây một dòng nữa. Ở trên này cái to mail mình sẽ copy cái này ra, dán một dòng, dán một dòng. Ví dụ như chỗ này là CC mail, chỗ này là BCC mail. Thì mình lấy ở bên kia là CC và BCC. Nếu mà mình thêm hai cái này thì ở bên trang GSB mình thêm hai cái input. Được không? Rồi, thêm hai input. Chỗ này mình đổi lại thành gì? Chấm. Cái nào cũng to hết. CC. Dưới này chấm BCC. Vậy được không? Chỗ này mình đổi cái address vô CC. Đổi address vô BCC. Thực ra chỗ này các bạn, to email là một string. Nhưng tại sao mình phải đẩy qua Internet Address để nó check giúp mình cái địa chỉ đó có đúng chuẩn không? Phải check trước. Và ở chỗ này nó có thể sử dụng cái gì? Có chữ S này là gì? Nhiều địa chỉ. Đó, nếu như bạn muốn sử dụng nhiều địa chỉ thì chỗ này bạn get về
ở dạng string cách nhau bởi dấu chấm phẩy, nó sẽ tách email ra cho chúng ta CC và BCC. Như vậy ứng dụng của mình có thể gửi đi. Còn CC là gì, BCC là gì, là mình học ở môn là nhập môn tin tin gì đó, môn đầu tiên mình học không, môn môn trước đó nữa, tin học căn bản gì đó, cái gì đó, tin học cơ sở. Subtract content này là cái nội dung mình gửi, và bắt đầu trainbox là nó đẩy dữ liệu đi nè, đẩy dữ liệu đi. Đến đây bạn phải có cái gì trong cái file bom của bạn á, trong file bom nè, mình phải khai báo cái Maven. Mail. Maven mail. Rồi, một cái nữa. Đây, Maven mail. Library. Serverless. Đây, một cái Java mail và một cái Activation mail. Bạn thấy kẹp cái cặp này cặp nha. Nhưng nếu mà nó thiếu hai, thiếu cái thư viện Activation này là nó không không chain được á. Rồi sau khi chain xong và mình đẩy cái này vào try catch, đôi khi mình chain box không được, cho nên nó phải bắt buộc bạn đẩy vào try catch. Và nếu như không được thì chỗ này đừng có ém lỗi giúp thầy. Chỗ này là mình đang ém lỗi nè. Cái này không phải là ném nữa mà là ém. Vui lòng làm gì? System out. Ít nhất là phải e chấm. À, print stuck. Hoặc là bạn sẽ e chấm get message. Cái stack kia là nó ghi đầy đủ. Còn message này là nó chỉ ghi cái lỗi thôi. Ít nhất bạn cũng phải gửi mail không được, đúng không? Vui lòng vô console xem thử nó gửi mail không được là do gì. Chứ cứ im luôn, cuối cùng gửi mail không được cũng không biết tại sao gửi mail không được. Không nên nha. Try phải catch giúp thầy. Chứ đừng có công bố là 10 năm viết code của em không bao giờ lỗi. Xuống đây, nếu như to mail mà để trắng thì message của chúng ta thông báo là vui nhập đầy đủ, còn không. Và send mail result để mà chuẩn ra lại, mình set cái thông tin này nè. Message nè. Đúng ra chỗ này á, bạn viết hay hơn tí là nếu trong trường hợp to mail mà để trống, subject để trống hoặc nội dung để trống thì mình bảo là vui lòng nhập lại rồi mình ra đây luôn, chứ mình không có làm lòng vòng trên này. Nó để trống rồi còn kiểm cái gì mà xem cái gì nữa mà xem. Thì chỗ này mình phải làm gì? Nếu không trống thì mình mới eo một cái, mình mới vô đây mình làm nguyên cái cục này. Chứ làm gì mất thời gian vậy? Nó đã để trống rồi còn làm gì nữa? Đây chỗ này nè. Đó, đừng có chen, đừng có try chỗ này liền. Đừng có try chỗ này liền. Mà nếu để trống là bỏ luôn cái try này luôn, không làm. Làm chi tốn thời gian, bởi vì có đâu làm. Cho nên trong trường hợp chỗ này, nếu thông tin không đầy đủ còn không gửi mail thành công, chỗ này chưa ổn lắm nha. Mình phải chỉnh lại tí. Được chưa? Mình chỉnh chỗ này nha. Nếu mà không có là báo luôn, khỏi làm. Rồi cuối cùng mình mới xét là thành công. Chứ chỗ này nó bị gì?
chỗ này nó bị lỗi. Mà Tumeo có, Substrate có, Content có, coi chừng nó cũng báo là gửi mail thành công luôn á. Gửi không được cũng thành công luôn á. Được chưa? Chỉnh code này lại nha. Đó. Code này là code chợ. Thầy lấy để hướng dẫn cho các bạn thôi. Còn lại là mình chỉnh lại chỗ này. Tại vì mục đích của thầy là cho các bạn thấy khi mà các bạn copy code ở một đâu đó thì vui lòng đọc giùm ra thầy một cái. Còn nếu mà thầy chấm bài mà thầy nhìn cái code giống vậy là chắc chắn là bạn copy, bởi vì bạn không hiểu gì hết. Cái này mình đâu có bắt lỗi đâu. Ở chỗ này nè, nếu như Tumeo không có để trống, Substrate để trống, Content để trống thì vui lầm nhập đầy đủ. Còn không gửi mail thành công, chắc gì. Ở trên này mình train không được, làm sao mà gửi thành công được. Được chưa? Thì coi chừng là miễn là có thông tin đầy đủ, cái bấm send mail là nó gửi thành công. Còn thành công hay không chưa biết. Cái này là ảo nha. Thầy chấm là đôi khi mà các bạn bấm vô send mail thấy gửi mail thành công rồi thầy ơi, bên kia không có gì hết. Thầy kiểm tra luôn cái mail bên trong có nhận được không. Và thầy không cho các bạn gửi cho chính các bạn đâu, gửi cho thầy. Đến cái bài mà kiểm tra mail, thầy ghi cái mail của thầy trên bảng á, ghi substrate là mã số sinh viên của các bạn, họ tên, số thứ tự. Miễn là trên điện thoại của thầy hoặc là trên màn hình máy tính, thầy đang check mail trực tuyến luôn. Cứ chấm bài các bạn nào, send mail cái trên này nó hiện lên cái substrate là gửi được. Còn nó không hiện thối. Cái còn báo thành công như thế này là ảo nha. Đó, thầy lấy code chợ để mà thầy cho các bạn xem đó. Rồi, bây giờ gửi mail. Tại vì cái batch đó nó không gửi được. Cái batch đẹp hồi nãy nó không gửi được đâu. Bây giờ cái batch này nó mới gửi được nè. Chứ làm gì có ai mà thân quen đến mức mà nó cho cái batch đẹp dữ vậy. Rồi, send mail qua bình TQ7 ha. Substrate ABC. Test. Send mail. Hên xui nha. Biết đâu tối nó được, giờ nó không được. À, new đi. Send. Miễn là ba cái đầy đủ là nó gửi mail thành công rồi. Còn thành công hay không chưa biết. Đi vô đây mới biết. Đâu ta? Này là hồi tối test được nè. Không biết giờ sao. Rồi đừng nói hôm qua nhé. Ngày hôm tối là TQ Bình AA nè. Đó, nó bị ảo chỗ đó đó. Không biết bị gì. Ủa sao hôm qua thiệt ta? Hả? BAM không có. Nhiều khi nó đi chậm á. Đợi tí coi. Quay trở lại console coi. Cannot nè. Đây. Problem nè. S null. Ủa S đâu null? Vậy nãy giờ coi chừng cái biến nào thầy bị sai không? Ừ. Tự nhiên người ham vui thêm cái này vô chị. Cái này khó đâu mà.
Cái này có đầu độc ảo thiệt chứ, cái này là ví dụ thôi mà không có. Rồi còn gì nữa không? Tu subject contain rồi the send message. String length s bằng null. Hên quá. Qua rồi. Được chưa? ABC new, ABCD. Hồi nãy là do gì? Do ham vui. Nó có lấy được dữ liệu đâu mà nó trend. Bạn phải tạo thêm cái input bên kia nó mới lấy chứ. Không có lấy gì lấy. Được chưa? Ok. Cái này chúng ta đã làm được cookie nhận gửi mail. Đơn giản ha. Sửa lại chỗ này nha. Rồi bây giờ mình test nè. Mình test lại cái chỗ hồi nãy thầy nói nè. Run nha. Mail password subject contain. Send cái thử coi. Thành công không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy thành công ảo không? Là do gì? Do gì? Do gì mà nó ảo dữ vậy? À, do cái code của mình chỗ này. Mình phải try cái này vô đây nè. Đó. Được chưa? Nếu như cái này bỏ trống, nhập đầy đủ vô. Còn nếu mà không bỏ trống thì mới xuống đây try. Mà try được, train được, đẩy cái này vô đây luôn. Nếu train được thì mới thông báo. Còn train không được thôi chứ. Train không được nó nhảy qua đây rồi. Nó nhảy qua đây rồi còn thông báo thành công nữa, còn ảo nữa. Đó. Như vậy đó là code. Như vậy code các bạn mang về. Mặc dù các bạn đã test gửi mail được rồi, đang học kiểm thử chưa? Hồi nãy là kiểm đúng, test mail thành công để gửi qua được đây. À, như vậy phải kiểm sai nha. Phải kiểm sai chứ đừng có thấy chữ gửi mail thành công là dép ok là chưa ok đâu. Bây giờ dép mới ok nè.